Khi tiếng còi tại sân Antumama được vang lên, nơi đã từng chứng kiến Tây Ban Nha vùi dập Costa Rica với 7 bàn không gỡ trong ngày đầu ra quân ở World Cup 2022, thì hôm nay nó tiếp tục chứng kiến một trận đấu đầy hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, nếu chỉ nghe thoáng qua và biết được đó là cuộc đọ sức giữa Nhật Bản và Việt Nam, thì những ai theo dõi chắc sẽ nghĩ rằng đội tuyển xứ sở mặt trời mọc vừa lộng vẫy rồng vàng với tỷ số 6-0. Nhưng với triệu con tim yêu bóng đá tại mảnh đất hình chữ S thì bây giờ mới chính là câu chuyện của cảm xúc dân trào. Vì không ai có thể tin rằng tỷ số chung cuộc là 4-2. Khi Việt Nam dù thua nhưng đã ghi đến 2 bàn vào lưới của Nhật Bản và từng có quả thời gian vươn lên dẫn trước trong trận đấu. Một kết quả đầy vẻ vang và kiêu hùng của những chiến binh sao vàng trong ngày mở màn Asian Cup. Về cách một đội tuyển tầm trung hiên ngang đứng trước con sóng lớn nhưng vẫn vững vàng như kiện ba chân để mơ về một vị thế của thời cuộc. Đơn xin lỗi gửi đến Philippe Trouzet. 80% người hâm mộ quay lưng vì phong độ thi đấu bết bát, mất đến 9 trụ cột vì chấn thương và buộc phải xây dựng lối chơi bằng những cầu thủ trẻ. Chỉ cần bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2023 thì trác sa thải sẽ treo lơ lửng trên đầu Trouzet. Đó chính là áp lực ngang cân đang đè nặng lên chiếc ghế của huấn luyện viên người Pháp khi ông bước vào năm thứ 2 dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chẳng có ngôi sao hy vọng nào được đặt cả. Huấn luyện viên người Pháp phải nói là trong cái rủi có cái xui khi phải chạm trán với Nhật Bản cùng hành trang là 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của thầy trò Moriyasu. Thậm chí nó còn gia tăng thêm thành tích vì đối thủ chỉ là Việt Nam. Với đội hình trăm triệu euro thì dù cho có một đội hình B thì Nhật Bản cũng dư sức đánh bại Việt Nam đang được cầu thủ 2004 Nguyễn Đình Bắc lên xướng hạ câu. Nhưng quả thực những gì mà thuyền trưởng của Samurai-san Moriyasu nói về người đồng nghiệp Trouzet hoàn toàn không phải những lời coi cảnh, mà thay vào đó là sự thật trơn trụi về vị phù thủy trắng danh tiếng lẫy lừng của quá khứ. Dù cho có thua thiệt về đẳng cấp và trình độ, nhưng với lối chơi kiểm soát bóng mà Trouzet muốn các cầu thủ Việt Nam thấm nhuần, với một điều đã có một phen dậy sóng, vì đó không phải là một đội tuyển đến từ Đông Nam Á mà họ biết. Làm cách nào để ghi được một bàn thắng vào lưới Nhật Bản? Đừng hỏi Myanmar và Thái Lan, khi mỗi đội mới đây đều để thua Nhật Bản với cùng tỷ số 0-5. Trong trường hợp là ghi 2 bàn thì cũng không nên hỏi Đức vì họ phải mất tới tận 2 năm nghiên cứu với 2 lần phơi áo trước Nhật Bản mà vẫn chưa thể tìm ra cách. Và nếu như ai cũng thành tâm muốn biết đáp án thì Việt Nam sẵn sàng trả lời vì chỉ trong vòng 45 phút chúng ta tận 2 lần làm rung chuyển đội bóng được đánh giá là mạnh nhất châu Á. Dù trước đó Việt Nam bị dẫn bàn nhưng điều đó càng làm cho quyết tâm của những cầu thủ áo đỏ dần cao hơn. Một đội tuyển đang ở phiên bản mạnh mẽ nhất có lợi thế trước một đội tuyển đang đánh mất niềm tin từ người hâm mộ, dường như đã có một phép màu xuất hiện tại Antumama để giúp cho Việt Nam xoay đổi thế trận như vậy. Đó được gọi là nỗ lực, khát khao và ý chí kiên cường giữa những người không có điểm tựa. Trouzet cũng biết rằng các học trò trong tay mình đã vất vả ra sao, và dù có bị chỉ trích thì họ vẫn luôn tiến về phía trước. Cú đánh đầu chuẩn chỉ 10 điểm của Đình Bắc hoàn toàn xứng đáng nằm trong danh sách đề cử bàn thắng đẹp nhất Asian Cup, vì nó đã khiến cho Gion Suzuki phải cosplay Andre Onana và sau đó là làm nền cho siêu phẩm của Đình Bắc. Nên nhớ rằng Đình Bắc đã từng bị chỉ trích rất nhiều chỉ vì anh được Trouzet triệu tập thay vì những cái tên khác đang chơi hay tại V-League. Nhưng kết quả thì sao? Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất hôm nay của Việt Nam và phút thứ 2 của trận đấu khi chỉ kém MVP là Minamino. Câu trả lời xem như đã được Đình Bắc giải đáp thông qua những gì mà anh trình diễn trên sân, rằng bản thân không những không phụ lòng tin của Trouzet mà còn khẳng định việc được triệu tập không phải là một sự ưu ái nào. Gỡ hòa, Việt Nam vẫn pressing tầm cao trước Nhật Bản. Ngay cả thời của Paul Hazard cũng chưa chắc người hâm mộ được chứng kiến hình ảnh đẳng cấp đến như vậy. Một Việt Nam không hề bị lép vế khi có tỷ lệ kiểm soát bóng 45% trước Nhật Bản và trên hết là vẫn luôn tuân thủ sơ đồ chiến thuật mà Trouzet đề ra. Sơ đồ 5-4-1 của Việt Nam đã giữ được tính kỷ luật trong suốt trận. Hàng tiền vệ 4 người và đặc biệt là hàng hậu vệ 5 người đã được giữ cự ly rất sát nhau nhằm bổ trợ cho việc phòng ngự trước Nhật Bản. Quan trọng hơn là sự chủ động của hàng hậu vệ 5 người bên phía Việt Nam khi thường xuyên dâng lên cùng nhau để sẵn sàng bẫy việc vị các cầu thủ Nhật Bản hoặc lui xuống rất nhanh hòng che chắn cho Nguyễn Philip. Và cứ thế bàn thắng thứ 2 của Tuấn Hải đến như một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò Trouzet. Thay vì tiếp tục chỉ trích vì Nhật Bản sau đó đã ghi thêm 3 bàn thắng để thắng ngược Việt Nam 4-2, thì người hâm mộ cả nước nên dành ra chút thời gian để viết thư xin lỗi Trouzet vì đã xem thường năng lực và cách làm bóng đá hiện đại để tự mình thay đổi tương lai của những chiến binh sao vàng.
Còn nhớ khi mà vị phù thủy trắng lên nắm quyền, rất nhiều ánh mắt ngờ vực có, phán xét có. Và mỗi khi đội tuyển quốc gia hay những nước U gặp thất bại, thì ai nấy đều hả hê cho rằng Kruse không đủ trình độ để thay thế Van Hazard. Nhưng hãy nhìn mà xem, Nhật Bản nó có một thoáng run sợ trước chúng ta thông qua cách Moriyasu đã tung hàng loạt những sao số trong hiệp 2 như Kubo, Rishiduan hay Ueda, nhưng chỉ có thêm một bàn thắng. So về giá trị đội hình lẫn vị thế giữa hai đội tuyển cùng châu lục, thì Nhật Bản thắng cũng chẳng mấy vui vẻ gì, mà thay vào đó họ nên tự trách mình khi đã khinh suất Việt Nam. Nên nhớ Asian Cup 2023 trong ngày đầu tiên đã buồn tẻ như thế nào. Và ở ngày thi đấu thứ hai, nó đã được Việt Nam làm sáng rực rỡ bởi lối chơi khởi sắc. Thậm chí nếu Minamino không xuất sắc trong hiệp 1, góp công vào 3 bàn thắng, thì liệu mọi chuyện sẽ còn đi đến đâu? Chắc chắn, đó có thể là một cơn địa chấn mà thầy trò Kruse sẽ tạo nên. Thua, nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu. Việt Nam đã chọn mặt gửi vàng đúng người, và vị huấn luyện viên người Pháp đang thay đổi từng ngày để đội bóng thêm vững tin vào chiến thắng. Nguyễn Philip vẫn phải cần thời gian. Giấc mơ đã trở thành sự thật. Nguyễn Philip đã được trở về quê cha để thi đấu dưới một cờ sắc áo của Việt Nam. Và còn gì thuận lợi hơn khi anh không những có quốc tịch mà còn đi kèm thông tin Văn Lâm lỡ hẹn với Asian Cup để giúp Philip trở thành người gác đèn số 1. Nếu ai nghi ngờ rằng thủ môn sinh năm 92 không đủ trình độ ở châu Âu, cuối cùng mới chọn về Việt Nam, thì điều này không đúng. Vốn dĩ Nguyễn Philip đã từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc trong khuôn khổ UEFA Nations League cách đây 4 năm, nhưng luôn hy vọng bản thân sẽ không ra sân để đủ điều kiện quay về Việt Nam nhập tịch. Nhưng vì ngay trận đấu ra mắt chính lại phải chạm trán với Nhật Bản với những cầu thủ có trình độ cao đến từ châu Âu, nên thủ môn cao 1m92 đã có phần bị ngột trong khi thi đấu. Điển hình là pha lao ra đấm bóng hụt dẫn đến bàn thua đầu tiên. Nhưng sau đó, Nguyễn Philip cũng đã kịp lấy lại hình ảnh khi cả phá thành công một số tình huống dẫn đến bàn thắng của Nhật Bản. Tại tứ kết Asian Cup 2019, Việt Nam cũng đụng độ Nhật Bản và chỉ thua 0-1 nhờ công lớn đến từ Văn Lâm khi từ chối vô số pha dứt điểm của đối thủ. Và người hâm mộ có lẽ đã kỳ vọng điều đó được tái hiện với Philip, nhưng rất tiếc nó đã không diễn ra vì Việt Nam lần này phải nhận đến 4 bàn thua. Dù vậy, nó đổ hết lỗi cho một mình Philip cũng không phải là điều mà người hâm mộ nên làm. Hãy nhìn sang Gion Suzuki, anh cũng mắc sai lầm và buộc đồng đội phải cứu nguy, mà cho thủ môn của chúng ta có thêm thời gian để hòa nhập. Không sớm thì muộn, thời gian tới, khi Văn Lâm khỏe mạnh, thì cuộc chiến trong khung gỗ giữa anh và Philip hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng, mà Kruse sẽ được lợi khi có đến hai thủ môn cực kỳ chất lượng. Tự tin lên rồi sẽ đi tiếp. Trắng tay lực mở màn và Việt Nam liệu có đi tiếp hay không? Câu trả lời hoàn toàn có. 5 năm về trước, những chiến binh sao vàng cũng chỉ thắng mỗi Yemen và có 3 điểm sau 3 lượt trận để trở thành một trong 4 đội hạng bạc xuất sắc nhất. Năm nay không khác gì khi Indonesia được ví như kho điểm của bảng D. Và với màn trình diễn trước Nhật Bản, thì không chỉ đội tuyển xứ vàng đảo mà cả Iraq cũng nên lo sợ dần cho cuộc chạm trán với Việt Nam. Chỉ cần tiếp tục chơi bóng nỗ lực và tuân thủ những yêu cầu chiến thuật từ Kruse, thì cánh cửa sẽ luôn rộng mở với chúng ta. Sẽ rất khó nếu một lần nữa Việt Nam thi đấu với phong cách phòng ngự phản công của Van Hazard. Nhưng tại sao không tìm ra một hướng đi mới khi vào lúc này chúng ta sẵn sàng trở thành một đội tuyển mạnh mẽ hơn? Thái Lan bao năm qua xưng hùng xưng bá tại Đông Nam Á, rồi họ lao ra biển lớn và lần nào cũng chết đuối. Việt Nam thì vài năm gần đây càng vươn ra đấu trường châu lục thì càng tạo nên những dấu ấn khó phai. Một đội tuyển ghi tên mình vào tứ kết Asian Cup 2019, vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giờ thì suýt chấm dứt chuỗi toàn thắng của Nhật Bản khi chọc thủng lưới đến 2 bàn, điều mà Đức, Tunisia hay Canada cũng không thể làm được. Tạm thời vẫn chưa có điểm, nhưng khi giai đoạn vòng bảng Asian Cup 2023 khép lại, thứ hạng của Việt Nam vẫn sẽ là một ẩn số đầy hấp dẫn, hy vọng rằng mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp, để cả người hâm mộ quay lưng mà Việt Nam của Kruse còn khiến tất cả phải đồng lòng cổ vũ đội tuyển, thì việc đánh bại đối thủ bằng niềm tin đó là chuyện trong tầm tay. Hãy cùng tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho đội tuyển Việt Nam, cho Philip Kruse, vì mọi người đã rất nỗ lực và xứng đáng nhận được cơn mưa lời khen vì thành quả to lớn đó. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Hãy vững tin, rồi sẽ bước tiếp vào vòng trong của Asian Cup 2023.